Đây là góc nhìn từ một cabin xe tải với tải trọng 30 tấn di chuyển trên đường núi. Một bên là ta luy, một bên là sườn dốc. Một đoạn đường đèo khác đang bị sụt lún. Một chiếc xe tải đã bị mắc kẹt ở dưới đoạn lún. Tuy nhiên, chiếc xe tải màu hồng này vẫn lách qua một cách đầy ngoạn mục. Khúc cua tử thần, đường vừa dốc lại vừa nhỏ. Chỉ cần lệch tay lái 1 cm, cả một chiếc xe tải lớn sẽ ngay lập tức lật ngửa. Còn đây lại là một tình huống đặc biệt khác. Cũng là chiếc xe tải ấy và ngồi trong cabin là một cô gái nhỏ bé đang điều khiển trong thời tiết sương mù của miền núi Bắc Bộ. Thưa quý vị, những hình ảnh các bạn vừa xem là của một cô gái chỉ 36 kg tại tỉnh Thái Nguyên nhưng lại có thể điều khiển, điêu luyện được một chiếc xe tải hơn 30 tấn chạy dọc những miền núi Bắc Bộ. Cô gái ấy là Ngô Thị Mỹ Hạnh, hay còn biết đến với sự nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok cùng hashtag Ngô Hạnh lái xe, Ngô Hạnh xe tải. Đây là một ngày làm việc của Ngô Hạnh. Cô nàng nhỏ nhắn nhưng là chủ nhân của chiếc xe tải hơn 30 tấn với giao diện dễ thương, nổi tiếng trên mạng xã hội. Chiếc xe đã gắn bó với Hạnh nhiều năm qua trên nhiều hành trình. Nhờ sự gắn bó và một chút khả năng thẩm mỹ của Hạnh, chiếc xe tải thô kệch bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Nó được tô điểm bằng những chi tiết ngộ nghĩnh khiến nhiều người cứ ngỡ xe của một cô bé tuổi học trò. Ngoài màu hồng yêu thích, cô nàng sinh năm 1999 này còn sở hữu cho mình một chiếc xe y hệt nhưng lại có màu xanh, đi kèm với họa tiết của nhân vật Doraemon như thế này đây. Đó là hai chiếc xe của người cha, ban đầu mua về với mục đích để phục vụ chở hàng. Thế nhưng qua bàn tay của Hạnh, chúng không chỉ là những người bạn đồng hành thông thường mà còn khoác lên vẻ ngoài hết sức bắt mắt. Cùng cô nàng di chuyển suốt hàng trăm, hàng nghìn km đã qua. Nghĩa là em là con gái, là em rất là thích màu hồng. Và cũng nhiều người hỏi là tại sao lại là Hello Kitty mà không phải là gấu râu chẳng hạn, là cũng là màu hồng mà là cứ phải là Hello Kitty. Thì là em sinh năm 99, là em thuộc con mèo. Thì là con Hello Kitty cũng là con mèo. Nên là em vừa màu hồng lại vừa đúng với năm sinh của mình. Nên là em lựa chọn ngay. Bởi vì cái lúc mà chưa mua xe về đã, cái ý tưởng trên đầu em là em mà sau này mà em mua xe mới hay là em có điều kiện hơn là em sẽ trang trí như thế rồi. Nên là khi mà mua xe về một cái là dán luôn, đi trang trí luôn mà không cần phải suy nghĩ. Tại sao lại em lại gắn hình em? Bởi vì mấy hôm trước ấy là vẫn là chỉ là hình con Hello Kitty thôi. Còn cái hình này em mới dán được có mấy ngày. Thì tại nhiều người nhái quá nên là em mới dán hình em lên để cho đỡ mọi người đỡ khỏi nhái. Doraemon thì cũng là mèo, nó là mèo máy. Nên là lúc mà mua đáng nghĩa là em mua về đây em cũng dán hai con y hệt nhau. Nhưng mà bố em lại bảo là bây giờ mày thì mẹ cũng chỉ đi một con thôi, bây giờ một con thì phải thuê lái. Thì bây giờ về lại dán như thế, con trai đi thấy nó không được mạnh mẽ. Thế là em là lên ý tưởng luôn. Là chưa mua xe về là em cũng là, thế được, thế thì là Doraemon, là màu xanh. Thế là cho cả đôi luôn. Đây là những động tác điêu luyện của Hạnh. Cô gái lái xe đường dài, sinh ra và lớn lên ở Phú Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên. Sẽ thật khó tin khi nghĩ về một tài xế xe tải hơn 30 tấn. Thế nhưng cô gái Gen Z lại có thể làm chủ chiếc xe công kênh này một cách dễ dàng. Ở tuổi 24, Hạnh là bóng hồng duy nhất trong lần họp mặt 200 thành viên của Hội Tài xế Thái Nguyên. Cô gái trẻ gắn bó với nghề tài xế xe tải đường dài nhiều năm nay và có không ít kỷ niệm thú vị trên hành trình vốn tưởng chỉ dành cho phái mạnh. Trước em cũng được 45, 46 cân nhưng mà công việc nó nhiều quá. Mới lại mình đi những cái miền núi cao, những quán xá không được nhiều ấy, nó không có ấy, nó vắng ấy ạ. Thì là mình ăn uống là không được đầy đủ, xong là nhiều lúc là mình thức đêm hoặc là mình làm, mình phải chờ xong chuyến hàng thì nó bị quá bữa là mình cũng chán ăn. Thành ra là mình thức đêm nữa, mình bị tụt cân thôi. Cái lúc đầu em mới bắt đầu ôm con xe to để em lái là mình chưa hề có kinh nghiệm gì nha. Mình chỉ biết là hôm nay mình được lái xe to là mình cứ lái thôi, mình chở hàng thật nặng, chở chất kịch thì thôi.
Xong là đi mình không có kinh nghiệm, là thứ nhất là bây giờ đi đèo là phải phanh biết như thế nào, đi tốc độ bao nhiêu, số bao nhiêu để đi, nhưng mình lại không có kinh nghiệm. Là mình như có đợt là em đi, là lần đầu tiên em đi đấy là em bị là xuống đèo, xuống số cao là bị phanh không ăn, là nó cứ xuống ấy. Thế là may quá xuống hết cái đoạn dốc tức đến thì nó lại bằng, chứ nếu mà không bằng là đi luôn. Nhưng may quá lại xuống cái chỗ bằng cái xe nó lại dừng lại. Thế là em mới gọi điện bảo bây giờ em bị như này, là các anh cũng chửi cho, bảo sao lại ngu thế, bảo khổ, lần đầu tiên đi có biết cái gì đâu. Nhưng để đến bây giờ là em, thứ nhất là xe của em là xe hiện đại hơn này, vì là em đi em có nhiều kinh nghiệm rồi, nó khác biệt hoàn toàn. Khó khăn với em thì là những khúc cua, bởi vì mình là con gái, nhất là mình cái tay lái của mình không thể nào mà cứng cáp bằng nam giới được, nên là gặp những khúc cua là em cũng có thể là em lùi đi tiến lại, có thể là có lúc là rơi vào tầm nửa tiếng đồng hồ mới qua được, chứ không phải là lùi lại xong là lại đi được luôn đâu. Có lúc loay hoay này xong là nhờ mọi người nhan cho, xong là lơ xe cho mình mới qua được. Hoặc là những cái đoạn đường sạt lở xấu, ổ gà, ổ voi, nói chung là nghiêng nữa, một bên là tả ly, một bên là vực, nói chung là rất là nguy hiểm. Gia đình Hạnh làm nghề kinh doanh các mặt hàng gỗ. Cha mẹ cô đã sắm ô tô riêng để đi chở hàng ở nhiều địa phương. Cha là lái xe, mẹ làm phụ xe, nên từ lúc mới 2 tháng tuổi, Hạnh đã được theo xe bố mẹ trên những chuyến đi. Cô gái 9X khi ấy đã có nhiều ngày ăn, ngủ trên xe cùng bố mẹ, đôi lúc thời gian trên xe còn nhiều hơn cả ở dưới mặt đất. Khi Hạnh học cấp 2, ông Dũng là cha của cô gái trẻ này đã quyết định mở rộng kinh doanh ra các tỉnh Hải Phòng, Cao Bằng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cũng vì thế, Hạnh lại có cơ hội theo chân bố mẹ khám phá những vùng đất mới. Ngồi cạnh bố và di chuyển khắp những cung đường, khắp các tỉnh ở Bắc Bộ, Hạnh nhận ra mình đã yêu thích công việc này từ bao giờ không hay. Sau nhiều lần bị gia đình ngăn cản, đỉnh điểm có một lần bị cha từ chối thẳng thừng. Đến năm 2021, Hạnh đã thuyết phục được ông Dũng, sau đó cô đã kịp thi bằng lái và có giấy phép lái xe hạng C. Lo chứ, đầu tiên lo lắm, mất ăn mất ngủ lắm. Tại vì là đêm con chưa đến nơi thì bố chưa thể ngủ được. Có thể con đi chuyến hàng đi từ 2 giờ chiều, mà có những chuyến hàng con chạy dài, đường dài con ngủ nghỉ trên đường, mà theo dõi con ngủ nghỉ ăn ở đâu, mà đến lúc con đến nơi rồi thì mới an tâm. Bố mẹ em thì cứ thấy em là thích lái xe quá, xong là suốt ngày đòi đi xe, nên là bố em thấy quyết tâm của con gái là cũng lúc đầu là không đồng ý. Nhưng mà em phải tầm 3 năm đến 4 năm cho đến lúc mà bố em đồng ý thì em mới được đi thi bằng. Còn trước đấy là em cũng chưa đủ tuổi nên cũng chả ai cho lái cả. Mà lúc đấy là em cũng biết lái rồi, nhưng mà chưa đủ tuổi. Ừ, trước đấy là bố em cũng cho em một con xe to như này, nhưng mà nó là dòng cũ rồi. Mi dòng đấy thì nó đi nó vất vả, cabin nó không được rộng. Nên là em với bố bảo là thôi bây giờ bố cho con xe, mẹ cho con tiền vốn để con tự đi kinh doanh. Thì em bảo là thôi bố, nếu mà bố cho con xe thì bố mua cho con xe mới, con đi làm con trả bố dần. Thế là bố em mua xe cho thôi. Từ khi có chiếc xe tải hạng nặng mà mình mong ước, cô gái đã biến chiếc xe thành thế giới của riêng mình. Ngoài màu hồng dễ thương ở phía bên ngoài, câu slogan Ngô Hạnh xe tải đã trở thành thương hiệu nhận diện không lẫn vào đâu được trên TikTok. Khi khám phá bên trong chiếc xe, nhóm phóng viên chúng tôi đã thấy được nó thực sự là thế giới đầy màu sắc của cô gái trẻ này. Bây giờ thì mời quý vị cùng tôi khám phá cabin xe của Hạnh, nơi mà được ví như ngôi nhà nhỏ của cô gái này. Xin chào Hạnh. Cái xe em thì em trang trí thì nhất là đèn LED để phục vụ cho âm nhạc, loa, độ thêm loa hai bên, chế thêm loa cục trầm ở giữa này. Kiểu nào mình rảnh, mình thích lên thì mình bật nhạc mình nghe. Nhất là có điều hòa,
và tủ lạnh, bình để đun nước. Ở trong cốp xe em cũng có chảo để mình có thể mình đi đến chỗ nào mình nấu nướng mình ăn được. Ga này của em thì em có rất nhiều bộ, ví dụ như hôm nay thì em sẽ lột ra em thay bộ màu hồng hoặc là bộ màu xám. Thì trên xe em chủ yếu hai tông màu là xám và hồng, ghế thì em bọc màu hồng. Kẹp điện thoại thì cũng săn để cho có được màu hồng luôn. Nói chung đồ dùng trên xe em là nếu mà mua được màu hồng là em sẽ mua được màu hồng hết, còn không thì em sẽ mua màu xám. Bây giờ thì mình sẽ cùng Ngô Hạnh di chuyển trên chiếc xe của bạn ấy. Khi mà mình ngồi trên một chiếc xe lớn như thế này và chở nhiều hàng, có bao giờ mà Hạnh thấy bé nhỏ gặp trở ngại khi mà mình kiểu nhẹ cân? Em không ạ, vì nó không liên quan gì đến cái cân nặng cả, bởi vì những cái thao tác là những kinh nghiệm của mình, chủ yếu là thao tác mình lái xe thôi, kinh nghiệm mình lái xe thôi. Còn cái việc cân nặng hay chiều cao thì nó không liên quan gì cả. Mình đang ngồi ở một cái góc máy mà Hạnh vẫn thường dùng. Thế thì bạn có thể chia sẻ với mình về cái việc là bạn quay video hàng ngày không? Chủ yếu là những cái video của em có mặt ở trên TikTok hay là Facebook thì đều là do người yêu em quay cho hết. Thế thì cái góc máy này sao, có bao giờ mà bạn đi xong bạn đi một mình và bạn tự tắt máy bạn quay không? Hạnh thì cũng được khá là nhiều người biết đến ở trên TikTok này, thì bạn phát triển nhiều hơn ở đó. Em muốn chuyển đổi qua YouTube này, qua nhiều bên mạng khác nữa. Bên TikTok thì em đang chơi rồi thì em cũng sẽ lên phép bán hàng. Nhưng mà cái đấy chỉ là phụ thôi, còn việc chính của mình thì vẫn là kinh doanh cho gia đình. Đấy, khi mà nói đến các nền tảng mạng xã hội ấy, thì Hạnh cũng đang bắt đầu chuyển và sẽ phát triển nó. Nhưng mà bạn có một cái định hướng cụ thể về một cái nội dung cụ thể nào để mình phát triển không? Em sẽ phát triển về YouTube nhiều hơn, vì em sẽ quay lại cái hành trình mà em đi làm, những cái chuyến hàng em đi và em được trải nghiệm những cái cung đường như thế nào, những cái cung đường mình đi ra sao, mình đi ví dụ như là mình đi từ Thái Nguyên đi Cao Bằng, hoặc là mình đi Thái Nguyên đi Tuyên Quang, Phú Thọ thì nó sẽ gặp những cái gì và việc lên hàng như thế nào và việc đi trên đường ra sao, những bữa cơm bụi của nghề tài xế cả. Và con kia là con gái mà phải thức đêm ngủ bù nghỉ sinh hoạt, như kiểu là mình sáng dậy mình đánh răng rửa mặt rồi là mình ăn uống ở trên xe như thế nào, có khác biệt gì so với các cánh mình bày dâu hay không, và có thể lái xe và mình có thể ghi lại cái chặng hành trình của mình và có thể phát triển thêm cả các video ở trên các nền tảng mạng xã hội nữa. Và mình thấy như Hạnh chia sẻ thì mình thấy đó là một ý tưởng mà khá là, không phải là ở đâu cũng sẽ có một tài xế mà có thể trải qua rất là nhiều khó khăn để có thể di chuyển trên nhiều cung đường như vậy. Và ngày hôm nay ngồi đây di chuyển cùng Hạnh trên một đoạn đường như thế này thì mình cũng cảm nhận được rõ ràng là trên chiếc xe, trên chiếc cabin của bạn thì có đầy đủ tiện nghi này, rất là mát mẻ này, cũng như là cái đoạn đường này thì mình vẫn thấy nó khá là êm ái, có thể là bởi vì cái nghĩa là chị cảm thấy êm ái, nhất là xe em là xe em cabin là có bóng hơi rất là êm, ghế lại ghế hơi nữa nên là chị ngồi chị thấy rất thoải mái. Còn nếu chị ngồi những cái dòng xe nó thấp hơn thì ngồi là thấy bị sóc, sẽ bị sóc tại vì đau lưng. Vâng, xe của em là nó có bóng hơi, bốn bóng hơi rồi nên là ngồi là nó sẽ nhún nhảy, nó gây cho mình cảm giác là nâng lên nâng xuống rồi mình không bị đau lưng, không bị mỏi lưng. Ngồi trên chiếc xe của Hạnh dù đã được trang bị gần như mọi tính năng an toàn, tuy nhiên với một người không quen đi xe tải như tôi, cảm giác lo sợ vẫn hiện hữu đôi chút. Sợ vì cung đường đèo dốc, sợ vì sự hoang vắng. Tôi cũng thấy sợ khi nghĩ về Hạnh vì không hiểu làm cách nào một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại dám điều khiển chiếc xe tải công kênh suốt nhiều giờ đồng hồ trên những cung đường liên tỉnh. Với Hạnh, những chặng đường ngắn khoảng 150-200 km, cô sẽ tự tin một mình xử lý mọi việc. Nhưng với những chặng đường dài hơn, cũng sẽ có lúc có một tài xế đi cùng. Qua những lần như thế, dù quen thuộc với hình ảnh cô gái nhỏ lái xe tải lớn, nhưng ông Dũng đến lúc này vẫn không khỏi bất ngờ. Con gái tôi nó chạy cái chuyến hàng đấy, tôi nhớ là cái chuyến nó đi 9 ngày. Thì là tôi ở nhà mất ăn mất ngủ mà thương con. Nhưng thương thì không bao giờ nói ra. Hai vợ chồng ngủ chỉ nói là nó chạy cái này nó mệt quá. Thương nó thì tìm cho nó lái xe. Đầu tiên bảo tìm lái xe thì con không nghe. Nhưng bắt con phải
phải nghe bố là phải cho người đi theo. Thì cũng có một người bác cũng chạy xe hơn 20 năm, nhưng mà bác là chạy xe khách. Thế là bảo bác sang chạy cho, thì cái chuyến hàng đấy là Hạnh đã đi Bảo Lâm Bảo Lạc về. Xong Hạnh đi vào đấy gọi là Hà Lam đấy, bốc xi măng lên cửa khẩu Trung Quốc. Thế là thương con thì gọi cho bác xuống lái cho, nhưng mà bác cái quá trình bác ấy chạy thì con gái cũng không dám ngủ. Thì lên đến đèo thì con gái mệt quá bảo là thôi thì bác chạy để cháu ngủ. Thì quá trình lên đèo thì bác ấy không quen xe, bác ấy để cái xe nó xuống đèo, nó xuống nhanh quá. Thế là cái tốc độ của máy nó guồng nhanh hơn tốc độ bánh. Thế là nó mới phá vỡ hết cánh quạt máy. Sau đó là em Hạnh em mới giả lương cho bác ấy để bác ấy về. Hạnh lại sửa xe lại lên đường đi tiếp một mình. Đấy là những cái chuyến hàng thế. Ra ngoài thì bạn bè nó tự hào về con của mình, con của tôi. Tôi cũng rất là tự hào. Nhưng hôm nay hỏi tôi mới nói. Tự hào một người con là nói chung là trên chặng đường là con nắm vững tay lái. Và chúc con lúc nào cũng là vạn dặm bình an. Dòng ruổi trên hành trình vài chục km với Ngô Hạnh, tôi mới cảm nhận được sự khó khăn của nghề lái xe tải. Một cô gái nhưng sẵn sàng điều khiển khối sắt thép và động cơ nặng đến hàng chục tấn chạy trên các triền núi, triền đèo. Với Ngô Hạnh, ngoài từ đam mê, bản lĩnh là từ duy nhất có thể diễn tả được về cô gái nhỏ bé này. Và với cô, dù cung đường có khó khăn đến mấy, chỉ cần các tài xế khác chinh phục được, nó cũng sẽ không bao giờ là thử thách đối với cô. Cùng Ngô Hạnh di chuyển trên một chặng đường ngắn, và dù chỉ là một chặng đường ngắn thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được rõ ràng là trên chiếc cabin của bạn đúng như là bạn đã chia sẻ là như một ngôi nhà nhỏ, khi mà có đầy đủ tất cả các trang thiết bị như là điều hòa, tủ lạnh và các thiết bị đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thưa quý vị, khi mà ngồi trên chiếc xe này, khi mà với một cái thân hình nhỏ bé như tôi và như Ngô Hạnh, thì tôi cũng cảm nhận được những khó khăn mà bạn ấy đã phải vượt qua khi là một tài xế nữ, và có một chút cảm phục khi mà bạn ấy đã chọn công việc như thế này.